Vân Canh là một huyện miền núi có điều kiện kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn của tỉnh Bình Định. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho người dân trên địa bàn, huyện Vân Canh xác định sẽ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là một trong 4 khâu đột phá chính trong thời gian tới. Xưởng gỗ này mới hoàn thành và đi vào hoạt động tại cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh. Dù mới sản xuất được hơn một năm nay, nhưng kết quả kinh doanh đạt khá, giải quyết việc làm cho gần 50 lao động địa phương, trong đó là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%, với mức thu nhập ổn định gần 5 triệu đồng mỗi tháng. Có công ty đây cũng tạo điều kiện cho tụi em đi làm. Thì những lúc nhà nông nhàn rỗi thì vô làm tạo điều kiện phát triển kinh tế đồ, cũng thu nhập cũng hàng tháng cũng ổn định so với lúc ở nhà. Không những giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Huyện Vân Canh đặc biệt quan tâm công tác xúc tiến đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án. Huyện sẽ phối hợp đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh cái xây dựng cái cơ sở hạ tầng, sớm đưa khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ BKMX Bình Định đi vào hoạt động. Trong 5 năm tới, huyện Vân Canh đặt ra mục tiêu quy hoạch và hình thành thêm từ 1 đến 2 cụm công nghiệp mới, phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp dựa trên nguồn nguyên liệu của địa phương, khuyến khích phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao, hỗ trợ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng sẽ chiếm 41% tổng cơ cấu kinh tế của toàn huyện.